Má cái bên nè. Ui. Em mọi người. Ủa sao lửa nó tự bốc lên vậy ta? Đập cái củi nó tắt luôn đi. Ừ. Đập là nó tắt à? Có ai cầm đèn pin chỗ đó kìa. Ai vậy? Từ khoan khoan nha, từ từ nha. Xe đó sau chạy nó được. Được hết á. Máy cào khu công nghệ cao. Ủa sao đi đường này? Dễ. Tụi mày chết á. Lúng một lúc luôn. Thằng kia nãy chống bên luôn rồi. Là lúng hả? Chống cửa lên luôn á. Cao quá. Ừ. Đừng lên nữa. Để anh chạy cho Hường ơi. Cái này mà đà con là cháy liền. Anh xuống đi. Dạ, lên đi. Đạp thắng sâu rồi mới bề đề. Đừng có quên mấy cái này té chết giờ. Ok. Hello bé Hường. Hello anh Bình. Ok. Có nè. Cứ phụ bé Hường lên cái chùi cái miệng kìa, cái miệng lò nghẹn không kìa. Phụ bé Hường lên cái. Em nhìn vậy thôi Khoa ơi. Em nhìn vậy thôi cái đừng có giỡn cái xe lên, đừng có giỡn cái xe lên. Em nhìn vậy thôi, cái dốc rất là cao. Thành ra là em phải đây nè. Buông. Má hoài luôn ta. Sao má cây như đang giữ. Vô. Rồi. Khoan. Cạn cái chân. Tại hồi nãy nó xoáy chỗ này á. Buông em. Ví dụ mà em bị cạn vậy á thì nhiệm vụ của em á là lùi cái xe về cái chỗ mà bánh nó bám, rồi em lấy một ga một em qua. Nhưng mà đừng lấy quá. Em lấy quá là họ nó qua em không kiểm soát được. Vừa ga thôi. Ví dụ như bình thường nè, 7.000 dòng tour nó qua, em dặn lên 10.000 đụng nó qua bên kia luôn á. Hiểu không? Để lên. 2, 3. Cái nữa. 2, 3. Ok.
xăng thì còn nhiều nhưng mà bình thì còn rất ít, đừng có xe tắt máy nữa, để em về khoảng 10 phút nữa rồi em tự lên nha. Lâu rồi nha, xuống đi rồi anh em néo qua cho đi, chứ còn đợi lâu rồi nha. Anh em mỗi người nhường nhau xíu qua à. Lên được hết á, không có gì mà không được hết á. Khi người ta kêu mình làm không được là mình phải làm cho bằng được. Bạn nghe tôi nói nè, xe mà nó có chớn mà nó quay rồi đó, giữ cái ga đó mình lấy cái chân lại lên luôn. Rồi, ba lô đen vai đi ba. Để rớt á. Rồi, lên trước đi, xe lên trước đi, đồ để sau. Để tôi thử thách. Ok, tự thử thách đi. Nhớ nha, đừng có lên ga quá hớp, mà lên được rồi cho lên luôn. Nhưng đi bên phải nha. Đi bên phải nha em. Đi lên đi, anh hỗ trợ cho. Em mới ra. Báo gì nữa? Kẹt chiếc xe vô gốc cây luôn. Thế sao kẹt chiếc xe vô gốc cây? Lên đi, anh hỗ trợ lên cho. Nè, nếu mà pedro á đi bên trái á. Nếu mà thăng bằng tốt đi bên trái á, đừng có đi vô cái rảnh nha. Chạy xe không mệt, chống chân mệt đi chó. Ừ. Không được thì đi thẳng luôn, không được đi thẳng luôn. Nhưng mà phải có chớn nha. Lên nè, 2, 3. Lên. Không được rồi, không được rồi. Tôi không nhấc nổ qua trong đâu. Rồi. Nè, tôi đẩy lên luôn nè. Thôi cho vô rảnh đi. Vô rảnh lấy chấn lên luôn. Dẫm ba cái đồ yếu này. Lên đây là dễ rồi. Có đúng khúc này thì đó là ngày đầu tiên á, là anh chỉ muốn tốn sức cái khúc này thôi, còn đồ má 5-6 giống phía sau chờ đó. Hết rồi đi sau mấy đứa bảo hết mẹ rồi, quá nhiều lỗ luôn. Đây em rớt cái biển thắng với lại thì cô luôn rồi. Ủa má anh lên đây bằng số 2 luôn á Khoa. Nè lên bằng số 2 nè. Em lên bằng số 2 nó bị liệu. Quá tội đến đoạn giờ nè. Hello anh. Hả? Đúng rồi, bình tĩnh rồi đúng không? Bắt đầu lên. Bắt đầu lên. Lên. Ủa, bạn ơi. Má bạn biết tôi á sao, tôi hít biết bao nhiêu bụi của bạn không? Hồi nãy bạn tránh xa tôi ra đi. Bạn đu theo tôi chi? Má lật xuống đây một cái là đứa nào mà kéo xe lên được luôn á. Khóc luôn á. Cần số sắp gãy rồi, cần số gãy sắp gãy rồi. Cần số nó không gãy nổi đâu anh ơi. Gãy. Gãy luôn hả? Đúng rồi. Một nửa rồi. Chết mẹ không? Gãy á. Tôi hồi nãy tôi còn nghi ngờ chắc chân này nè. Tôi nghĩ trong đầu bây giờ nếu mà mình bái cục đá mạnh một cái mấy biết có đụng không. Đồ racing ball nó không có giòn đâu, nó mềm lắm. Không, cứ đi. Báo tính tiếp anh. Khi nào báo tính luôn sẽ có giải pháp. Chơi cái kiểu mà cục cái cây cần số á. Dạ. Cũng được, chơi nó cũng được. Sao mấy anh lại cười với em? Lên đi Khoa ơi, tốc độ Khoa ơi. Kẹt xe Khoa ơi. Hello anh. Em với anh so tóc của ai dài hơn không? Đâu nữa. Tóc em dài tới đít á. Ờ, có tí thiếu mà tóc em dài tới đít lận. Tóc em dài lắm. Cứ chờ cái nhóm kia nó đi lạc đi ha. Nhưng mà nhóm kia giữ đồ ăn. Chết mẹ không. À, bánh tét nè, được.
ngồi nhậu luôn. Có cá cơm, khô bò, đậu hỏng gì, đậu sa kê có hết. Còn nhóc thì liên hệ em nha. Đủ người đi, đủ người đi. À, thật ra giờ vô đây là ok rồi, vô được tới đây là nó đơn giản rồi. Nãy giờ mình đi được từ ngoài bắt đầu chỗ bà ớt vô đây là mấy 1/3 thôi. Còn thêm 2 phần nữa để tới cái chỗ camping. Nhưng mà đường nó vậy thôi nè, nó không khó. Đủ chơi đi nha. Ê, mấy đằng sau nhìn, rớt chụp giùm anh. Mười mấy triệu của anh đó. Sao? Từ từ đã để lại lên thử lên không đã. Không được. Khoan để em xuống rồi nè. Nè nó chữa đây nè. Chữ thường của Huyễn mà. Bây giờ em dặn ra. Nó đi ngang, quan trọng là em dặn nó đi ngang. Được, bây giờ á cho nó xuống luôn cái đã. Rồi xỉa lên. Rồi, lui. Rồi ok. Cái tầm này là được rồi đó. Bây giờ anh phụ nhấc cái xe qua đây đi. Nhấc cái xe qua đây. Rồi, cái nữa nhẹ cái nữa. Rồi ok. Khoan. À, em lên trước giùm anh. Em giữ cái xe nè, Rồi, từ nha. Ui, ok. Thấy ghê không? Má cái đường rất bình thường luôn. Mình xỉa nhẹ qua đây một cái thôi. Nó xè luôn cái xe luôn. Ý là nhìn nó vậy nhưng mà tới đó nó còn rất buồn. Mày là em tỉnh á. Thấy nó không tỉnh là lủi rồi. Chặn ra nên cái nó thấy bánh nó lủi xuống luôn. Còn 3 xe. Không biết còn mấy xe mà tao gặp đường nào mà tao đi thôi. Đúng rồi. Ok. Rồi sắp tới mọi người ơi. Giờ mình đánh vô là vô rồi. Dễ mà phải không? Tìm cách qua đi, đừng có để dưới cái cây quá. Còn gì là xe. Nhích cái đít vô đi, nhích cái đít vô. Đừng có cầm cái cây đó em cầm ở đây gãy. Nhích đít vô. 1 2 3 quá. Rồi. Rồi, hãy chống xuống. Chống xuống vô. Còn gì nữa đâu mà khóc sâu. Má tán cái bùm cái. Dạ. Từ từ em. Từ từ bình tĩnh. Sao sung quá vậy?
Rồi dừng dưới cái xe của anh. Rồi gãy luôn rồi. Má nó tán bể luôn cái Insta luôn rồi. Bể luôn nè ba. Gãy cái chân hả? Ông đâu có cách nào để ông xài lại được nữa. Mất luôn chức năng chống nước rồi. Hồi nãy thằng em nó tán vô. Đi qua nó tán bung một cái. Má tức thiệt chứ. Như bữa mình đổ qua con này đó ta. Đủ người chưa? Để xe ở đâu? Để đó đi anh. Vô, hello các bạn. Quen không? Các bạn có quen không? Có quen cái chỗ này ha. Thì mình tới rồi. Thì camping thôi, thì bây giờ đi qua bên kia camping thôi. Chà, mấy bạn nữ đi dữ quá ta. Rồi, mấy bạn nữ đi ghê dữ ta. Con trai tim mình không có cửa luôn. Má đúng không có vé luôn trời. Khi em còn trẻ và phê đẹp. Phê không? Không, nó bình thường mà không có trời. Thường không té một cái nào anh. Trời ơi. Trời, chạy tay con nha. Chạy con nha, thấy gương mấy cái. Thì phơi gương mặt ra em. Dạ cưng mà, dạ cưng mà. Dạ cưng, thấy tao đẩy thấy mụn đậu. Rồi, bây giờ trời tối rất là nhanh. Ai ngủ đâu thì camping cái đó đi. Nói chung tốt nhất là nên nguyên vàng đó là được rồi. Anh em cứ ngủ tập trung với nhau. Ngủ đây hả? Ừ. Ngủ ở đâu? Ngủ đây luôn. Anh định chạy đi rồi. À, đợi ăn xong dắt lên chớp ngủ. Hay là muốn đi thiệt? Thì anh muốn đi, anh tưởng đi thiệt á. Muốn đi thiệt hả? Cho anh đi đi. Đi đi. Anh có mắt. Em tưởng đi thiệt luôn á. Bung hết cái liều ra trước. Rồi đút nó vô. Đút bậy. Đút cái đầu. Đút cái cây vô trong cái lỗ đó đó. Ừ, vô. Có cái lỗ cũng đút không được nữa. Rồi bỏ xuống đi em, bỏ xuống đi. Đó, rồi. Móc cái giữa lên nè, bước vô trong liều nè. Rồi. Thì nó mấy cái chốt gài đó gài vô thôi. Rồi, còn này nè. Coi cái khuyết ở đâu thì cửa đó. Vậy thôi. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Sôi thiệt các mọi người. Kể ra là bút. Quá nhiều rồi. Gì nữa? Ai, mùi, mùi, mùi. Đó, sau khi nấu một nồi cơm từ chiều tới giờ ra được chắc. Mình review đây cái nồi cơm. Cái nồi cơm cabin hơi xịn luôn. Đáng lẽ là cái này nồi cơm nè. Mà nấu như 4 tiếng hồ ra nồi này. Còn mấy chầm nước bao nhiêu lần? Trời. Ôi ơi. Ngon nha, ngon nha. Mọi người đây đây ai bốc trước nè. Mình hay đặt tên đó là bê đê tiện đúng không? Bê đê tiện hả? Rõ ràng. Đây đây, để vô đây bán nha. Đăng lên thì có gì đâu. Nó bình thường mà, em lên đỉnh đi ghê. Ghê không ghê không? Thường mấy đứa gái mình nó đâu đi được mấy cái mũi như là núi Bà Đen rồi đó. Nó lên đỉnh nó mới ghê. Nè, tặng con nè. Vô vô 100% nha, vô. Vô. Rác mè. Thử cái vậy. Ở bên đó mấy anh em có cá chưa? Gì không. Thương lắm vậy nha. Giống như đợt mình ở trên ờ cái gì sứ đoàn Hồ Tiên á các bạn, nhai cua ngon lắm xong mình tắt máy quay xong mình nhả. Ok, lúc đầu á là tính ăn cơm nhưng mà cơm gạo đang bị gì á cho nên là nóng hoài nó không chín, thành ra giờ ăn cháo luôn các bạn. Thôi ok à nha các bạn, đợt bữa nay không có đem cái chân máy, bây giờ mình đem chân máy, hôm nay đem cái cầm tay không à, quên đem cái chân máy rồi không quay được. Đợi xíu nó chạy nhà lấy rồi. Đợi xíu nha. Đủ mặt rồi. Nóng rồi hả? Ủa giời ơi, mặt quá. Không biết nhiều lực. Mình cũng không có làm lại. Ngày xưa mà tao ăn cá mà ăn trứng cho mẹ nói ăn cá, thấy gì ăn trứng cá nổi mụn. Mụn trứng cá hả? Ừ. Xong rồi lớn lên xíu ăn trứng gà bị rung.
Ôi mà thật mà. Sao lại có lùng đầu? Mà hồi đó mấy người lớn nói gì để cho mấy người lớn ăn á. Tao không lùng trời, ăn chân gà rung thấy mồ luôn. Cái tay luôn. Rồi lần nữa nhớ không? Gì vậy? Rung kỳ vậy. Thì ăn chân gà. Rung gì? Người ta rung ngang mà. Người rung rung vậy nè. Rung rung đây cũng rung. Rung vậy hơi chi buồn nha. Mùi này cũng ngon nha, cái mùi này nó kiểu nó không quá khác. Có vị thối á. Thối. Mình rửa gạt vậy thôi. Ăn hết lẹ đi, ta nấu nồi khác nè. Con gạo á. Lửa đó thì ngon xuống mình mình á. Ờ, càng xuống mình á. Không có đốt ta. Bất kỳ nó đốt xong đổ thừa mình không anh? Đốt được chứ. Đã có chuyện gì đổ thừa, hôm qua team kia vô đây xong đốt rừng. Chụp hình có bằng chứng cho tao không? Được chứ. Cái gì chứ xa mà. Không mà nói mới để ý nha là lửa nó càng ngày càng gần mình á. Hồi nãy là để ý là xa đêm, lắm á. Bên đêm chắc nó đốt bằng ngày cái bên đêm thật á. Ở xa xa chứ các bạn. Để mình lấy cái máy kim qua cho các bạn xem. Nó đang bị cháy rừng á. Các bạn hay xa xa đó không? Ủa gì vậy ba? Sao tự nhiên cái xe nó kêu vậy? Ôi nó phần lên rồi kìa mọi người ơi. Ôi nó phần lớn lên luôn rồi kìa. Đó, ở xa xa đó. Mình quay lại làm bằng chứng các bạn. Mình đang chơi ở đây nè. Đó, tụi mình đang chơi ở đây nè. Đây là ngay con suối nè. Là có cái bếp ở đây thôi. Có cái bếp nhỏ xíu ở đây thôi. Hồi nãy là đi từ xa thấy nó nhỏ lắm, xíu xíu à. Còn giờ thấy nó lớn, bắt đầu lớn rồi kìa. Đi, không, đi qua bển coi cái gì ba. Má, nhìn ghê quá. Đi từ từ, mà đi đợi nha. Đi đợi chứ, giờ sao? Ui, để cầm cái tô cháo heo ăn luôn. Phải cầm anh đó, cầm anh, cầm anh. Lửa nó càng ngày càng lớn luôn á. Anh coi có bao nhiêu đứa đi để lát nữa. Rồi đứng đi, đứng em ơi. Để cầm mấy cây gần lại để biết bao nhiêu người đi. Ủa ai đi lại gần đây rồi? Để đếm coi hồi là lòi ra thêm người nữa đó. Ừ, ông này nói thiệt đó chứ. Ờ nghiêm túc, đây là nghiêm túc. Nhìn mặt em phút qua. Người ai có đèn á thì đi đầu tiên phải đi cuối cùng. 8 người đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 người. Chết mẹ, ủa sao nãy 8 giờ đến 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 người. Thôi. Sợ lắm nội. Đây nè, ông đi sau lưng tôi nè. Ghê quá ba. Đây nè, đùng má cái bên nè. Ôi. Em mọi người em. Ủa sao lửa nó tự bốc lên vậy ta? Thử. Đây nè. Trước mặt luôn nè. Đây nè. Ủa sao nó tự nó cháy vậy ta? Không. Nhưng mà hồi chiều mình qua đây không có thấy. Nhưng mà sao bây giờ lửa lên nè? Khoan từ từ. Sao con đám nó vậy? Ở trên kia đâu có cháy đâu. Ừ trên đây đâu có cháy đâu, sao có con đám nhỏ đây à. Má sợ đi. Từ khoan nha, từ từ nha. Má nào ơi, làm gì lắm. Má lụt. Dạ. Mày lấy này mày chọc tao. Mày làm hết đầu rồi. Từ từ mọi người, từ từ. Ngủ đi. Cái gì vậy ba? Cái làm vậy thấy ghê quá. Thiệt á, hồi nãy quơ qua đó. Cái cây nó... Tưởng ấy hả? Khoan, bây giờ mình phải làm rõ cái tại sao nó bốc cháy nè. Tại sao khúc này nó bốc cháy lên nè. Nó cháy nguyên một bãi luôn nè, thấy không? Nè. Nè, nó cháy nè, thấy không? Thấy nó cháy không? Họ lên nè. Dắt về được cát luôn nha. Rồi, nó cháy chỗ này, nó cháy lan ghê lắm nè. Dạ, quang. Gai. Hình như cái này là ai đốt nè. Đốt vô cây củi luôn nè, qua cây củi vô nè. Bây giờ dập đi chứ nó cháy. Nhìn vậy ít vậy thôi chứ nó cháy lan ghê lắm á. Mình đang chơi mà. Đập cho cây củi nó tắt luôn đi. Ừ. Đập là nó tắt à. Từ đầu cái mấy cái cây nó rớt thôi, Có ai khu đèn cái khu xe mình kìa. Thấy không? Của bên mình á, khu đó là của bên mình, khúc đó của bên mình. Không, bên đây nè, bên trái nè. Có ai cầm đèn pin chỗ đó kìa. Từ từ. Ai vậy?
dưới kia mà. Ai đó vậy? Nam ơi, đếm người cái đã, đếm người cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, hồi nãy 9 người. Ủa?